Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là thi diệu giải thiếu nhi các bạn ơi. Hello. Đi lên cho tụi bé ơi. Mấy em nhỏ thi diệu đó. Diệu đẹp, diệu đẹp. Gió yếu quá các bạn ơi. Bây giờ thả đại lên rồi, một cử gió mạnh mới chấm nha. Bây giờ vừa thử diều vừa thả luôn, vừa thả vừa thử luôn nha. Đó. Em nhỏ giờ thả lên hết luôn nha, thử rồi mới chấm được. Rồi, thì tại bãi đất nhà nha, cũ nha. À, mấy em thả lên trước. Gió trên yếu quá. Thả lên hết rồi, một cử gió mạnh là mới chấm nha. Đang rò. Dạ, hôm nay cũng đông dữ rồi nha. Đông khá đại à. À, trọng tài đó. Lên chèo nha. Rồi, lên đi. Cho lên luôn đi. Các thành viên đầy đủ. Nhí không nha. Đó. Còn thấy bà luôn. Rồi, đem thả lên hết luôn. Dông đâu mà dông. Dông dời thì có. Dông dời thì có. Dông đâu mà dông. Gió này vừa bay à. Chưa có mạnh đâu. Giờ thả lên hết luôn à, không có thứ tự gì hết. Lên chừng nào à, thả chừng nào gió mạnh là mới là chấm. Rồi lên. Được chưa? Đen hết trên này rồi đây. Đấy, thiếu nhi. Rác à. Lên được 2, 4, 6, 8, 10 con à. Có mấy con này ro xa quá xa nha. Thấy có chút xíu luôn à. À, có cụ ông đi xem diều nữa nha.
Cụ ông 75 tuổi đi xem diều. Diều màu quá đẹp ha. Tím hả? Hồng tím hả? Đen xanh hồng tím hả? Sống thả con. Hả? Sống thả. Sống thả lên. Sống thả. À. Diều này mét 6 nha các bạn. Dân cà con nha. Cử này mà có dông tới mới đã. Lên này tập trung qua đó nha. Khá đợi. Khá đông rồi. Rồi lên. Gió lại rồi nha, gió mạnh mạnh rồi đó. Này thả tự do luôn. Đó, con này quá đẹp nè. Con này lắp ráp nè. Giải mây chứ không phải dán nha các bạn. Quá phượng. Quá to. Con này 2 mét có à. 8 mét. Ghê chưa, con này lên văng kêu khủng luôn á. Mét mấy con? 2 mét hả? Ồ, 2 mét. Đón mà đúng bóc ha. 2 mét. Quá đẹp không? Bụng bầu. Con này đặt giải mây. Lắp ráp. Gió yếu rồi, diều tụt xuống rồi. Con này 2 mét mà gió mạnh tới là lôi chạy luôn. Chịu không nổi đâu á. Chà, mấy con này tụt xuống ráo rồi. Gió yếu quá rồi. Chờ gió. Cứ quăng tá lạ rồi. Đảo không mà hết gió à. Trắng hồng. Yêu quá rồi. Có thả chứ. Gió kéo dịu chưa căng được. Không. Yeah.
2 mét nha. Bay không nổi, không có gió. Carbon không đó. Dân kêu ghê chứ. Cũng ôi cha 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 cha, dưỡng dày rồi, dưỡng dày rồi, xuống ngồi. Đang ro nha. Được, được, cho lên đang ro. Quả phượng này ngon ạ. Con này là to nhất nha, 2 mét. Anh em nào lấy phân đó, chỗ còn 2 mét đó. Đấy. Quả phượng này bay ngon ạ. Trong lại nè, quấn dây nè. Trọng tài đi chỉnh đèo luôn rồi. Qua phượng lên rồi nha các bạn, múc chỉ luôn rồi. Rồi đóng cho hết cuộn luôn đó. Nhăn nha. Tráo qua để quấn dây. À, các thí sinh nhí kìa dìu lên là đã đứng dùm ba dùm bảy rồi đó. Trọng tài đi chỉnh đèo luôn rồi. Đấy. Lên. Anh. Rồi qua phượng kéo rồi, qua phượng kéo chịu không nổi. Rút rồi, ăn gió rồi. Quá hớp. Vô tới nha. Mấy anh nhỏ lao sao luôn. Ủa?
con. Rớt. Nhà tổ chức á. Cái này đang đem gì vô nữa nè. Đó. Đó. Mấy em nhỏ đem diều tới nữa nè, ba con. Cầm China luôn. Đó. Ra xăng liền. Tới vô tới. Chà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con rồi. Chuẩn bị tiếp. Trái ơi. Có gió lại rồi nha. Có điều rồi đó. Rồi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn, cũng dài rồi. Để mình quay tiếp một clip nữa cho các bạn xem nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.